chân lên. Sao? Đã quyết định chưa? Bọn tôi cũng bàn kỹ rồi. Anh em bọn tôi không đủ vốn ấy. Thế nên là chắc là không nhận lại được cửa hàng cô đâu. Có gì cô tìm người khác để nhượng lại nhá. Nha. Tôi đã nói là cho nợ rồi. Khi nào có tiền thì chuyển khoản lại sau cơ mà. Nhưng mà bọn tôi không muốn lợi dụng lòng tốt của Nga thế được. Khổ quá. Đã bảo là tôi tự nguyện. Ai bảo anh là lợi dụng đâu. Thì kể cả biết là tự nguyện thì bây giờ bọn tôi nợ Nga. Với cả với tiền nhà đắt đỏ thế này làm sao mà bọn tôi ôm được. Đúng không? Có gì đi đâu thì giữ gìn sức khỏe. Thi thoảng cứ gọi cho bọn tôi. Rất vui khi được biết anh. Nice to meet you. Bọn tôi xin phép này. Này, có nhượng thì tôi cũng chưa nhượng được luôn. Người ta còn đến để xem xét cửa hàng nữa. Mà thời gian tới thì tôi không thể đến đây thường xuyên được. Thế nên Hay là cô thuê thằng Tả nhà tôi này. Gì đấy? Điên. Để nó túc tắc bán hàng với cả tiếp khách cho cô trong lúc cô tìm người chuyển nhượng lại cửa hàng ấy. Xong tôi mà rảnh thì chạy sang đỡ cho nó. Kiểu đâu đấy? Cũng được. À mà tôi thấy thế này hay hơn này. Tiền nhà thì tôi đã trả trước rồi. Bây giờ các anh cứ việc tiếp khách với cả livestream bán hàng như bình thường. Dần dần tôi cũng sẽ chuyển dần các đầu mối lấy hàng cho. Như thế được. Tôi sẽ phải trả lại cửa hàng. Vậy nên hàng tồn kho sẽ có rất là nhiều. Nếu mà các anh không giúp thì... Chúng tôi rất muốn giúp. Nhưng mà giúp kiểu gì? Chẳng lẽ là giờ mang hết đống quần áo này đổ đống ra vỉa hè à? Mày điên à? Mang vỉa hè đổ đống thì thu về được bao nhiêu? Vụ xúc xích chưa chừa à? Các anh chỉ cần bán hàng online thôi. Cần gì cửa hàng? Tôi thấy chải có năng khiếu live stream phết đấy chứ. Tôi... bán vui vui thì được chứ đến lúc làm nghiêm túc thì chưa chắc. Tôi sẽ để lại link bán hàng cho hai người. Các anh chỉ việc bán hết hàng tồn kho cho tôi. Tôi sẽ chỉ lấy vốn thôi. Còn lãi các anh để lại mà làm vốn. Không được. Coi như là giúp tôi đi mà. Tôi ý kiến. Thế bán hàng live stream này có phải một nghề không? Nghề hot là đằng khác ấy chứ. Được. Tao quyết định. Tao sẽ học nghề này. Thấy. Chốt. Chốt.